Chào các bạn, mình đến từ Nice Life. Đầu tiên, chúng mình mong muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn vì đã vắng bóng trong một thời gian khá dài vừa qua. Và để đáp lại sự trả lời của mọi người, hôm nay chúng mình xin phép được mang đến một thủ thuật vô cùng thú vị trên PowerPoint. Chắc hẳn mọi người, chúng ta đều đã từng xem qua hoặc từng nghe qua hiệu ứng Double Exposure rồi phải không? Vậy thì có bao giờ bạn nghĩ việc chúng ta có thể làm được hiệu ứng đó trên PowerPoint? Yeah, đúng như vậy. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hiệu ứng đó ngay trên PowerPoint. Trước tiên, mình sẽ tạo một slide mới. Sau đó, mình sẽ chèn hai hình ảnh mình đã tải sẵn ở đây. Đó là hình ảnh của một cây rừng cây và hình ảnh của G-Dragon. Và công việc của chúng ta đó chính là lồng ghép hai hình này lại với nhau. Bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ vẽ tự do của PowerPoint và vẽ một hình bao quanh G-Dragon. Sau đó mình tiếp tục sử dụng công cụ này để cắt khoảng không giữa tay và người của G-Dragon. Và để cắt phần đó đi, chúng ta sẽ sử dụng công cụ kết hợp hình của PowerPoint. Và bây giờ chúng ta có thể thấy đây mới là hình thực sự bao quanh G-Dragon. Mình sẽ đưa cái shape này lên lớp trên cùng. Tiếp theo đó, mình sẽ tôn nền của hình này bằng cái hình ảnh mình đã tải về. Mình sẽ crop ảnh để lấy lại cái phần mình mong muốn. Sau đó, mọi người chúng ta sẽ mở phần format picture ra. Ở phần hiệu ứng làm mềm cạnh, mọi người sẽ tăng cái độ mạnh của hiệu ứng này lên. Và mọi người sẽ thấy được rằng, ảnh của chúng ta sẽ bị ăn sâu vào theo cái đồ nét mà chúng ta đã vẽ vừa nãy. Mình sẽ chỉnh hai cái ảnh này thành đen trắng để thực sự đoàn khớp với nhau. Sau đó mọi người có thể sang phần chỉnh màu nền của hình để chúng ta có thể tăng giảm độ trong suốt để hai ảnh nó thực sự ăn khớp với nhau. Sau đó mọi người chúng ta có thể lên Google tìm kiếm một vài thông tin của G-Dragon và copy nó thành một đoạn văn như thế này. Và chúng ta không cần thêm quá nhiều hướng hay sắp xếp bố cục một cách phức tạp. Mọi người chúng ta chỉ cần chỉnh làm sao cho đoạn văn thật là ngay ngắn, ngay lập tức chúng ta sẽ có một style trông khá là chất như thế này. Ở slide sau, mình tiếp tục sử dụng cách tương tự để tạo nên một style như thế này. Và chỉ khác một chỗ, đó chính là mình xen kẽ G-Dragon với hai lớp ảnh khác nhau. Và đây chính là kết quả của chúng ta. Như mọi người thấy, chúng ta không cần thiết phải dùng Photoshop hay những ứng dụng khác để chúng ta có thể tạo nên hiệu ứng Double Exposure. Phần mềm mạnh hay yếu, đó chỉ là một phần. Quan trọng nhất đó là cách bạn sử dụng nó như thế nào. Trong khóa học của Nice Life, bạn sẽ không chỉ tận dụng được hết khả năng của PowerPoint, mà hơn thế nữa, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều ý tưởng, nhiều phong cách, nhiều xu hướng thiết kế slide khác nhau. Từ đó, bạn có thể chọn lựa một phong cách thực sự phù hợp với từng chủ đề của mình. Hãy để Nice Life có cơ hội giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình một cách hoàn hảo nhất và hiệu quả nhất. Hiện tại, cả 3 lớp của Nice Life đều đã gần hết suất tham gia. Mong mọi người chúng ta nhanh tay tận dụng những cơ hội cuối cùng để có thể tham gia khóa 8 của Nice Life. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa 8 của Nice Life.